Thưa quý vị và các bạn, với việc triển khai nhiều dự án lớn, huyện Bảo Thắng từng được coi là điểm nóng về tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo và 90% liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp như tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, huy động sự tham gia giám sát của người dân và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai đã góp phần giảm thiểu tình trạng này. Dự án nút giao Phú Lưu dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2021, sớm trước 6 tháng so với tiến độ đề ra. Để đảm bảo được tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng vẫn được xem là nút thắt quan trọng. Từ việc quy hoạch, công bố dự án cho đến việc niêm yết thu hồi đất, chi trả đền bù đều diễn ra công khai minh bạch. Và đến nay, 100% người dân trong vùng dự án đã di rời, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu, không phát sinh đơn thư khiếu nại. Các chế độ chính sách của nhà nước ban hành, của tỉnh ban hành là phải được công bố kịp thời và phải được đưa cho các hộ dân nghiên cứu, kiểm kê khối lượng là cán bộ của anh em trong công thực hiện công tác này cũng phải là người thứ nhất là phải có kinh nghiệm, để thứ hai là có năng lực để làm sao là việc thống kê áp giá nó chuẩn chỉ. Bảo Thắng từng xảy ra một số vụ việc tiêu cực có dấu hiệu tham nhũng ở lĩnh vực đất đai, như lập hồ sơ khống để rút tiền xây dựng nghĩa trang ở xã Bàn Phiệt, việc xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp ở xã Phú Nhuận. Các vụ việc này đều đã được sớm phát hiện và những cá nhân liên quan bị xử lý nghiêm minh. Huyện tăng cường sự tham gia của người dân trong việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công khai minh bạch các cái nội dung là phải rõ ràng. Đấy, muốn làm cái gì thì làm thì mọi thứ đều phải công khai. Lãnh đạo phải công khai toàn bộ các cái công việc của mình ra. Rồi nhân viên làm việc cũng phải công khai minh bạch cái việc làm gì. Đi thống kê áp giá rồi liêm yết đều phải công khai. Thì để làm gì như thế thì công tác phòng chống tham nhũng mới đạt được hiệu quả, thì mọi người sẽ chấp hành tốt. Hàng năm, Bảo Thắng đã xây dựng và ban hành chương trình thanh tra kiểm tra giám sát, trong đó tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai. Từ hoạt động này đã kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế tồn tại, đẩy lùi những lợi ích cá nhân, tạo được niềm tin cho nhân dân. Tập trung vào công tác kiểm tra giám sát để làm thế nào ngăn ngừa hiện tượng, các cái biểu hiện về tham nhũng lãng phí trong đội ngũ cán bộ đảng viên, rồi là cái công tác xem xét giải quyết đơn thư đối với lại cán bộ đảng viên, đặc biệt là những cái dư luận nhân dân và xã hội quan tâm hoặc báo chí phản ánh, thì ban thường vụ ủy chỉ đạo ban kiểm tra ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Với những cách làm này, huyện Bảo Thắng đã giảm thiểu tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp trong lĩnh vực đất đai thời gian qua. Cùng với đó, địa phương nỗ lực xây dựng quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của cán bộ, góp phần hạn chế những tiêu cực tham nhũng trong quá trình xử lý vụ việc liên quan đến đất đai.